Để kết thúc nhanh chóng phần ngoại cảnh này, chúng ta sẽ bố trí những cây cao còn lại. Tôi bấm vào đây. Các bạn chọn cây này. Nhấn A chuyển qua bên này. Nhấn Q cao lên chút. Và chúng ta sẽ bố trí cây ở vị trí này. Tôi bấm chuột trái một lần. Chúng ta đã có một cây tương đối hợp lý. Nhấn phím D chuyển qua bên này. Chúng ta sẽ bố trí một cây xanh cao ở vị trí này. Tôi bấm vào. Và chọn vị trí cây. Nhấn chuột phải xoay đi. Và chúng ta định vị nó ở đây. Rất đơn giản. Tôi nhấn phím V kép tiến lại gần để kiểm tra. Cũng tương đối và chưa chính xác lắm. Tôi di chuyển. Kéo vào đây. Vậy là chính xác rồi. Còn ở trong này chúng ta sẽ chọn loại cây khác. Tôi chọn cây này. Và chúng ta cùng nhau bố trí vào vị trí này. Tôi bấm chuột trái một lần. Cây đã ăn sâu vào trong tường, chúng ta di chuyển ra ngoài. Các bạn nhấn phím B kép để tiến gần lại. Bây giờ chúng ta sẽ dò cây và kéo ra. Chúng ta dùng lệnh scale để phóng lớn cây này lên. Vừa phải. Chúng ta cùng nhau bố trí thêm cây. Tôi bấm chuột trái lần thứ hai. Sau khi thêm một cây, bây giờ các bạn chọn cây đó và chúng ta sẽ scale lại. Tôi chọn lại scale. Và chúng ta chọn đúng cây này, giữ chặt chuột trái kéo xuống. Để không gian trông sinh động hơn. Vậy là khá ổn rồi. Tôi nhấn phím F, zoom xa ra một chút. Rất tuyệt vời phải không các bạn? Bởi vì chúng ta mô hình các đối tượng này khá nhanh. Video sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh dấu chủ quyền. Còn bây giờ, xin chào.